Dạ hôm nay là mình được duyên của anh Trường, người con người cháu có hiếu trong gia đình, hồi hướng công đức cho các người thân ông bà, cha mẹ, các dì và anh họ của mình. Thì hôm nay bạn ấy trợ duyên phóng sanh giải cứu các loài sinh vật biển bị gặp nạn trong rừng ngập mặn, giải cứu trở về tự nhiên. Đó, có tôm chì, có bạch tuộc đây, và có cả cúm nữa. Còn này con gì vậy anh? Con Cua con nữa. Đây là cua biển lớn lên nó thành cua siêu to khổng lồ, Giant Muskrat. Rồi bây giờ mình sẽ phóng sanh hết cái số này để hồi hướng công đức cho các người thân trong gia đình của anh Trường, là bà nội Châu Thị Huế, mất ngày 7 tháng 9 năm 2006. Ông ngoại là Phan Đức Hạnh, mất ngày 14 tháng 11 năm 1985. Bà ngoại là Nguyễn Thị Ngôn, mất ngày 8 tháng 4 năm 1986. Dì Phan Thị Phát, mất ngày 26 tháng 8 năm 2013. Dì Phan Thị Hiền, mất ngày 14 tháng 10 năm 2011. Dì Phan Thị Nữ, mất ngày 11 tháng 12 năm 2000. Dì Phan Thị Thúy, mất ngày 14 tháng 11 năm 2021. Ba là Trần Chánh Vui, mất ngày 2 tháng 2 năm Ôi, 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 con ơi, 2016. con ơi. Đừng đừng cắn, đừng cắn con ơi. Anh Con họ ơi, cắn Phan con Văn con. Liên, mất ngày 15 tháng 12 năm 2019. Cắn mặt Dạ. Thì những cái loài trong tự nhiên này thường khó giải cứu. Rồi bây giờ đủ duyên thì mình giải cứu được nha quý vị. Bây giờ tôi xin đại diện gia đình phóng sanh hồi hướng công đức cho các người thân trong nhà của anh Trường. thôi Rồi bây giờ em xin thả cua biển trước. còn bạch tuộc hay gì cô biển đổ trên bờ nó chạy xuống gì Rồi. nó đẹp Rồi. Cái cổng này có dấu chân. Nhờ anh này hỗ trợ thả. Có dấu chân. Con nhỏ nhỏ chân này. Con mật tục mình muốn thả trên giò cho nó bơi xuống không được. Mấy con tôm mình phải thả xuống nước. Cho chạy xuống kia nó dùng luôn kìa, nó xuống đó nó dùng luôn kìa, nó đi rồi nó dùng luôn kìa. Nước cho tôi. Giờ nguyên cái đống này là 500 á nha anh Trường. Sau đó là mình còn dư 500 á. Em sẽ cho anh phóng sanh hùng phước 10k mỗi ngày 10 ngàn ha. Chịu không? Rồi. Come here. Come here.